chơi mà mình hiểu, mình biết thương, mà thương rồi thì mới học, và học rồi mới em mới luyện, luyện rồi mới biểu diễn. Nếu không hiểu, không thương, không học, không thể được. Thì những người nghệ nhân có bổn phận phải truyền nghề, không giấu nghề. Những người hiểu biết có phận sự phải giải thích những thông tin, phương tiện truyền thông cho nghe âm nhạc dân tộc Việt Nam trong những giờ có thể nghe. Báo chí cũng nên nhắc tới, mà chính phủ cũng phải có một cái chính sách là vinh danh những người nào nghệ nhân. Bởi vì vinh danh tôn vinh cái lần ca đại tử, tức là phải nên tôn vinh những người nghệ nhân suốt cả đời tận tụy dạy âm nhạc dân tộc. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về những chia sẻ quý báu vừa rồi. Tôi là giáo sư Trần Văn Hải, con trai trưởng của cố giáo sư Trần Văn Khê. Nhạc cụ mà tôi được truyền dạy từ ba tôi là cái đàn tranh. Ba tôi sử dụng cái đàn tranh rất là hay và là một trong những người đã đem tiếng đàn tranh ra khắp thế giới. Tôi nối tiếp con đường của ba tôi nhờ vào sự giảng dạy của ba tôi. Tôi đã thực hiện được trên 17 dĩa hát về đàn tranh ở tại Âu Châu. Và tôi đã đem tiếng đàn tranh đi gieo rắc khắp các nơi. Đó là nhờ công ơn của ba tôi. Và tôi rất lấy làm nhớ ơn ba tôi đã hết lòng truyền dạy cho tôi để tôi trở thành một nhạc sĩ đời thứ năm trong gia đình họ Trần. Tôi lúc nào cũng nhớ ơn ba tôi là người đã đem lại cho tôi một tinh thần làm việc hăng hái, phụng sự cho nhạc dân tộc. Ba tôi luôn luôn nói rằng nếu con sau này mà giỏi hơn ba, làm hay hơn ba, thì đó là nhà có phước, tức là con hơn cha là nhà có phước. Tôi đã cố gắng làm việc để xứng đáng là con trai của giáo sư Trần Văn Khê. Vì vậy là khắp nơi, ở khắp các nơi tôi đều mang tiếng nói Việt Nam và rất tự hào là mình là nhạc sĩ Việt Nam và đã đem lại sự cảm phục của toàn thế giới. Khi tôi đi đến nơi nào trình diễn hay thuyết trình đều được hoan hô. Trong cái tinh thần mà giờ giáo sư Trần Văn Khê để lại, cũng như là cái ý nguyện của nhóm Tân Hữu cũng như của quỹ Trần Văn Khê, thì cái việc đầu tiên là cấp và thưởng cho những cái người đã dày công nghiên cứu, phát hiện ra những cái thông tin mới và có công trình nghiên cứu về dân tộc nhạc học, đó là xuất sắc. Cái thứ hai là chúng tôi phát huy cái phục vụ cho những nhà nghiên cứu, họ có thể khai thác cái kho tàng về âm nhạc dân tộc mà giáo sư Trần Văn Khê đã đem về và luôn lưu giữ tại 32 Huỳnh Thị Thai và một số nơi khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở văn hóa phụ trách mảng nghệ thuật ấy, thì có một cái may mắn là được phân công trao đổi với bác Khê là vậy thì khi bác về đây bác mong muốn có một cái chỗ ở như thế nào, thì bác Khê nói thế này: bác không có bất cứ một nguyện vọng nào để có một cái nhà của riêng mình, bác không có tham vọng tài sản, bác chỉ có một mong muốn là những gì bác đã tích lũy được ở bên Pháp, bao nhiêu là sách vở, bao nhiêu là nhạc cụ đi theo bác từng ấy năm, bao nhiêu là cuốn sổ ghi chép, bác chỉ mong muốn mang tất cả về Việt Nam để những người Việt Nam các thế hệ khác nhau nếu có mong muốn có quan tâm đến văn hóa dân tộc, âm nhạc dân tộc thì có thể đến tìm hiểu. Và vì vậy chỗ ở của bác ở thì chỉ một cái giường thôi, nhưng mà để có thể thực hiện được cái mong muốn đó của bác cho mọi người thì bác cũng muốn là có một cái chỗ để có thể trưng bày sách, có
có thể sinh hoạt âm nhạc, sinh hoạt nghệ thuật. Và bác cũng khẳng định ngay là cái nơi ở đó dù là nhỏ hay là lớn, dù là ở trong hẻm hay là ở mặt đường thì vẫn thuộc về nhà nước chứ không thuộc về cá nhân bác, và đặc biệt không thuộc về gia đình bác. Cho nên bác xin nhắc đi nhắc lại cái điều đó. Và chúng tôi may mắn được có một cái buổi làm việc lập thành biên bản ghi nhớ như thế này. Bác Khê sẽ mang toàn bộ hiện vật của mình, tài liệu ghi chép nhạc cụ về Việt Nam và sẽ trao tất cả những cái hiện vật đó cho Sở Văn hóa Thể thao phân loại phục vụ cho công chúng. Và bác sẽ ở trong cái nơi mà sở bố trí. Và sau khi bác mất thì bác chỉ có một nguyện vọng là toàn bộ những gì mà bác mang về là thuộc về về công cộng. Và thứ hai là cái nơi bác ở đó thì sẽ trở thành cái nơi không phải là lưu niệm về con người bác thuần túy, mà là cái nơi để tất cả những người yêu mến văn hóa dân tộc, yêu mến âm nhạc dân tộc có thể lui tới trình diễn, học hỏi, trao đổi ở đó. Thế và chúng tôi rất là trân trọng cái ý kiến đó của bác, và chúng tôi đã cùng nhau ký vào cái biên bản đó. Một bên là bác Khê, một bên là chúng tôi được sở ủy nhiệm ký vào. Cái biên bản đó hiện nay vẫn còn. Và vì vậy mà theo căn cứ theo đó thì bác Khê đã về ở Việt Nam gần 10 năm. Và trong 10 năm ở trong căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai đó, bác đã kịp cùng với các môn sinh của mình, các đồng nghiệp của mình tổ chức gần 100 cái buổi sinh hoạt âm nhạc và nghệ thuật dân tộc. Ở tại đó đã tiếp hàng gần 100 cái nhân vật thế giới và Việt Nam đến sinh hoạt ở đó. Và như vậy chúng tôi nghĩ là năm 2003 khi ngồi chấp bút cái đề án nhà Trần Văn Khê, chúng tôi hình dung là con người Trần Văn Khê sẽ có mang hơi ấm của mình đến một ngôi nhà trên quê hương mình, và nơi đó xứng đáng để trở thành một ngôi nhà như các nước khác cũng đã có, nhà của Goethe, nhà của Schiller, nhà của Victor Hugo mà chúng tôi thấy. Và bác cũng mong muốn là sau có một cái quỹ học bổng mang tên Trần Văn Khê nhưng mà dành để trao cho các nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc, các học sinh theo đuổi âm nhạc dân tộc, các nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc âm nhạc dân tộc hàng năm. Và bác nghĩ là cái tiền cúng điếu khi bác nằm xuống dùng cái tiền ban đầu đó để có thể gây cái